Lợi dụng phần mềm gõ chữ tiếng Việt Unikey để tấn công người dùng Việt Nam. Hệ thống giám sát và phòng thủ mã độc của công ty an ninh mạng CMC Cyber Security vừa phát hiện ra mẫu mã độc sử dụng kỹ thuật mới này. Đây cũng là chiến dịch tấn công có chủ đích được đầu tư nghiên cứu, đặc biệt là rất nguy hiểm vì Unikey hiện nay đang là bộ gõ tiếng Việt phổ biến nhất ở Việt Nam. Theo chuyên gia của CMC, khi chạy Unikey, người dùng sẽ tải chương trình của Windows. Lợi dụng đặc điểm này, tin tặc đã chèn một tệp tin độc hại vào thư mục unikeynt.exe. Tin tặc bố trí để tập tin độc hại này ưu tiên lên trước. Người dùng sẽ tải tập tin độc hại này về thay vì chương trình của Windows. Từ đó thì mã độc sẽ thâm nhập vào máy tính, thu thập toàn bộ thông tin và gửi tới máy chủ của tin tặc để thực hiện các hành vi nguy hiểm. Các máy tính bị nhiễm mã độc chủ yếu tập trung ở các cơ quan chính phủ. Hiện các chuyên gia vẫn đang tiếp tục tìm tận gốc máy chủ phát tán mã độc để giải quyết triệt để. Bởi sau mỗi cuộc tấn công, tin tặc sẽ cho mã độc nằm yên, chờ cơ hội để bùng phát tấn công diện rộng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng chỉ sử dụng Unikey được tải từ trang web chính thức unikey.org. Chúng tôi luôn luôn muốn người dùng là tìm kiếm những cái tập tin, những cái phần mềm từ bên nhà cung cấp chính thống. Các bạn hoàn toàn có thể tự mình kiểm tra là máy mình có đang bị nhiễm phần mềm hay không bằng cách là tìm file kbdust.dll trong thư mục Unikey. Nếu như bạn thấy file này thì cần phải nhanh chóng xóa bỏ nó đi. Người dùng có thể sử dụng các chương trình diệt virus, CMC Antivirus hoàn toàn miễn phí được đăng tải trên trang chủ.